Rồi, Mừng Khó TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thực sự đến bây giờ là sự quá nóng quá hot rồi các bạn ơi. Thì sau khi mà hiệp sĩ Thanh Hải cùng với một số hiệp sĩ Bình Dương vào cuộc điều tra thì lộ ra thông tin là bà này đã bỏ trốn khỏi căn nhà trên đường Phan Văn Trị rồi các bạn. Và nghi vấn hiện tại thì bà Đa đang có dấu hiệu trốn tránh ra nước ngoài các bạn. Thật sự là quá nóng quá hot rồi. Mời các bạn cập nhật những thông tin tiếp theo nha. Chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì trong sáng hôm qua thì sau khi mà nhận được sự cầu cứu của em Vũ, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng với một số anh em của mình đã đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để truy lùng các bà Văn, người mà chiếm đoạt căn nhà của em Vũ. Ngay sáng hôm qua thì hiệp sĩ Thanh Hải cũng đã đến thành phố Hồ Chí Minh và truy lùng ra cái địa chỉ của bà này ở trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Tuy nhiên thì bà ta không có ở nơi đây, và một số nguồn tin xác thực cho biết thì hiệp sĩ có nắm được thông tin là bà ta đã trốn khỏi khu vực này và có dấu hiệu là bỏ vượt biên sang nước ngoài các bạn. Đây là một cái tin rất là nóng hổi nha, mà mọi người đang truy tìm bà ta gắt gao. Nếu như bà Văn này á, bà trốn tránh ra nước ngoài á, thì cái căn nhà của em Vũ thì không biết khi nào lái lại được các bạn. Và ngay lúc bây giờ, trong lúc bà ta chưa rời khỏi Việt Nam thì mọi người cũng đang truy lùng gắt gao để tìm kiếm cái bà này. Bây giờ có một chuyện là bà ta trốn ra nước ngoài bằng cách nào và bà ta đi bằng cái phương tiện gì các bạn. Theo mình thấy thì nếu như bà ta trốn sang Mỹ hoặc là các nước châu Âu rồi đó, Hàn Quốc hay là nước nào đó, thì phải cần cái visa, và nếu như mà xin cái dịch vụ visa này thì cũng mất rất là nhiều ngày. Một con đường ngắn nhất để bà ta vượt biên sang nước ngoài đó là qua Lào hoặc là Campuchia rồi các bạn. Nếu như mà bà ta vượt biên qua nước ngoài thì không biết cái vụ việc này còn kéo dài đến bao lâu. Thật sự bây giờ cái người mà tội nhất đó là em Vũ các bạn, và một người nạn nhân khác chính là người đã mua được cái căn nhà của bà Văn rao bán này các bạn. Cái người mua là họ không có tội nha mọi người, mà cái người có tội đó chính là bà Văn, người đã lừa bán cái căn nhà này đi đó. Bây giờ vụ việc nó đẩy lên một cách rất là kịch tính rồi nha. Thì các căn nhà trên đường Hiệp Thành quận 12 này á, là sau khi mà ông bà nội của Vũ mất đi thì có để lại tờ di chúc. Và cái tờ di chúc này để lại Vũ chính là người sở hữu nha. Rất là nhiều nguồn thông tin bây giờ cho biết là Vũ chính là người cháu nuôi đó các bạn, chứ không phải là người cháu ruột. Thì dù là cái người cháu nuôi hay là người cháu ruột gì chăng nữa, mà có đứng tên hợp pháp trên cái tờ di chúc thì người đó sẽ được nhận quyền sở hữu thừa kế cái căn nhà mọi người. Và lộ ra một cái thông tin nữa là khi mà ông bà nội của Vũ mất thì cái tờ di chúc đó giám định chữ ký bằng cách nào. Mình nói cái này giám định chữ ký rất là đơn giản các bạn, tại vì khi mà lập cái tờ di chúc ra thì phải có ít nhất là hai người làm chứng nha, và có sự chứng thực của cơ quan chức năng của địa phương nữa. Tức là khi mà làm tờ di chúc này thì ông nội viết để lại cho Vũ, bên cạnh đó những người làm chứng sẽ có mặt và ký vào cái tờ di chúc này để đảm bảo đây là một cái bản di chúc có sự chứng thực của người làm chứng và chính quyền địa phương. Nếu như bây giờ mọi người mà còn nghi vấn cái tờ di chúc này không phải chữ ký của ông bà nội thì có thể trích lục những cái giấy tờ hành chính, cũng như là nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương lúc mà còn đảm nhiệm chức vụ ở chính quyền địa phương các bạn, thì họ ra họ xem cái chữ ký này có phải là của mình ký trước đó hay không, và chứng thực cái là ra liền. Nên mọi người cũng không có cần phải lo lắng sợ bà Văn bả lật ngược lại cái tình thế và nói là các bạn di chúc này nó không có dự ký chính xác của ông bà nội để lại cho Vũ. Cái bà này thật sự rất là ghê gớm các bạn. Hiện tại thì bà Văn này đã tung ra rất là nhiều cái bằng chứng để nói rằng bà ta chính là sự hợp pháp của căn nhà. Và có một điều mà bà ta nói như thế này nè, đó là ông bác, tức là ông bà nội của Vũ đã bán lại căn nhà này cho bà ta. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin lời nói của bà thôi, còn không có ai chứng thực được hết. Tại vì nếu như mà ông bà nội mà muốn bán căn nhà cho bà thì không bao giờ ông bà nội làm lại cái bản di chúc các bạn. Thì bà ta có dấu hiệu là rời khỏi địa phương và trốn tránh ra nước ngoài trong cái thay giai đoạn này các bạn. Bây giờ là các hiệp sĩ là đang truy lùng gắt gao ở tất cả các
con đường ngõ hẻm để truy tìm cái bà này, giúp em Vũ sớm đưa bà ta ra trình diện trước pháp luật. Nếu như bà ta bỏ trốn thì chắc là vụ việc này sẽ còn kéo dài rất lâu các bạn. Đó là một nguồn tin cũng hơi lo lắng nha mọi người. Mà các bạn biết rồi, khi mà nhóm hiệp sĩ Bình Dương vào cục thì chắc chắn là bà ta sẽ được lôi ra nếu như bà ta không kịp bỏ trốn các bạn. Tại vì hiệp sĩ Thanh Hải là một người rất hiệp sĩ, rất là trượng nghĩa và nổi tiếng ở Bình Dương, giúp đỡ không biết bao nhiêu trường hợp rồi các bạn. Và cái ngọn ngành gốc gách của cái căn nhà này á, thì trước đây ông bà nội của Vũ là một người định cư bên ở Campuchia. Thì sau đó thì khoảng năm 95 ông bà nội của Vũ mới về tại khu vực phường Hiệp Thành và mua một cái lô đất cất lên căn nhà. Lô đất này là của công ty Tân Hoàng Minh. Mà sau khi xây dựng xong các căn nhà này thì công ty này không hoàn công được các bạn, và lộ ra cái yếu tố là lừa đảo gì đó, nên giám đốc của công ty nào bị bắt, nên hàng chục căn nhà ở nơi đây hiện tại là không có sổ hồng. Và chính lợi dụng vào việc căn nhà không có sổ hồng nên bà Vân đã dễ dàng thực hiện những một số giấy tờ và bán đi cái căn nhà của Vũ các bạn. Khi mà ông bà nội có Vũ thì về sống ở nơi đây, thì bà Vân là một người cháu dâu bên phía bà nội cũng đã lui tới cái căn nhà này, và bà ta đã nhắm được cái mục đích là sau khi mà ông bà nội của Vũ mất đi thì căn nhà để lại cho ai, chắc chắn là ông bà nội sẽ để lại cho Vũ. Và lợi dụng cái tình thế đó thì bà rất là quan tâm Vũ trong cái giai đoạn đó nha mọi người, nghĩa là lo lắng chăm sóc này kia đó. Thì vì cái tuổi cao sức yếu, ông bà nội của Vũ mất đi, thì bà ta đã mới lợi dụng cái tình thương và sự nông dạ của Vũ và nói rằng thì con hãy đi làm đi, còn lại cái căn nhà này á để cô lo và cho thuê, sau đó cái số tiền thuê này thì cô sẽ dành dụm để giúp con sau này lo cuộc sống tương lai. Vũ mới nghe lời và theo bà cô này đi sang quận Tân Bình để làm. Trong cái lúc thời gian mà Vũ vắng mặt ở tại căn nhà thì bà ta đã làm một số giấy tờ liên quan và bán ra căn nhà này đi các bạn. Hiện tại thì mình nghe nguồn tin là căn nhà này đã được bán đi qua một số đời chủ rồi nha mọi người. Muốn mua bán căn nhà này thì mình có sự chữ ký và chứng thực của công ty và những người liên quan. Khi mà bà Vân bà nói bà bán được căn nhà này thì chắc chắn là bà có dấu hiệu làm giả một số giấy tờ và chữ ký các bạn. Và các bạn nên biết rằng khi mà làm giả giấy tờ và chữ ký đối với một căn nhà khoảng 5 tỷ thì bà Vân này có dấu hiệu là phạm tội hình sự các bạn, có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự khi mà đưa ra cơ quan công an đó. Thì bà này có thể ủ tờ là một điều không thể tránh khỏi nha mọi người. Bây giờ bà ta đang trốn chui trốn nhủi và không biết đang ở nơi nào các bạn. Lúc thì bà ta nói ở Hà Nội, lúc thì bà ta nói cô công việc rất bận và chưa thể về Sài Gòn đó. Hiện tại thì bà ta đang tìm đủ mọi lý do để không gặp Vũ và không gặp luật sư để đối chất về vấn đề này. Bây giờ nếu như bà ta chưa kịp trốn ra nước ngoài thì chỉ có một cách lôi bà ta ra ánh sáng, đó là Vũ sẽ làm đơn và trình báo lên cơ quan công an địa phương cũng như là tòa án nhân dân cấp cao về cái hành vi lừa đảo của bà này. Và khi công an nhận được cái đơn tố cáo của Vũ thì công an sẽ có một cái đơn truy tìm người để làm rõ cái đơn tố cáo của Vũ. Khi đó bà Vân chắc chắn buộc phải ra trình diện trước pháp luật để làm rõ tất cả vụ việc các bạn. Dù đúng dù sai thì bà ta cũng nên trình diện trước pháp luật để làm rõ vụ việc. Nếu như một người nào làm đúng thì bà ta không có cái lý do gì để trốn tránh mãi trong suốt thời gian như vậy các bạn. Tại thì chắc chắn một điều là bà ta có thể trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, hoặc là trốn qua Lào gì các bạn. Và bà ta sẽ sống ở đó và không thể quay trở về Việt Nam. Vì quay trở về Việt Nam thì rất có thể là bà ta sẽ đối diện với cơ quan pháp luật về hành vi lừa bán nhà của em Vũ. Mình không hiểu là bà này bà sống thất đức như thế nào các bạn, mà khi mà lừa bán cái căn nhà xong thì bà còn thu luôn cái căn cước công dân của Vũ. Suốt trong gần 3 năm qua thì em Vũ này không có giấy tờ tùy thân, em phải đi bụi và không có công ăn việc làm ổn định. Em phải sống ở công viên cũng như là tất cả các hang cùng ngõ hẻm. Ngoài cái việc
khi mà ra pháp luật thì ngoài cái việc mà truy tố cái bà Vân này về hành vi lừa bán nhà, thì công an cũng có thể điều tra bà Vân này tại sao lại tạm giữ cái giấy tờ tùy thân của một người, đó là cháu của mình, em Vũ. Việc tạm giữ giấy tờ tùy thân khiến cuộc sống của em trong 2 đến 3 năm qua thì rất là khổ sở nha mọi người. Qua khi mà mình nhận được tin là hiệp sĩ Thanh Hải cùng với một số người anh em vào cục, thì mình rất là hy vọng các bạn. Rất nhiều chuyện là hiệp sĩ Thanh Hải vào cục và phá án thành công các bạn. Truy tìm người cũng rất là ok luôn. Đối với bà Văn này thì khuôn mặt bà có rồi nè. Cái địa chỉ nhà bà thì cũng đã xác định được rồi nè. Và số điện thoại bà cũng đã tìm ra được rồi nè. Thì mình hy vọng trước lúc bà ta trốn ra nước ngoài, hiệp sĩ Thanh Hải trong hôm nay hay là mai gì đó các bạn sẽ tìm ra bà này và đối chất cũng như là nắm những cái bằng chứng quan trọng để giúp em Vũ hoàn thiện cái hồ sơ. Cái bà Văn này á, bây giờ tuổi bà cũng trạc khoảng 4 mấy thôi, và bà có cái tuổi đời sống rất là cáo già rồi nha mọi người. Thì bà làm một cái nghề, qua tìm hiểu thì bà làm một cái nghề bất động sản và có căn nhà trên đường Phan Văn Trị. Thì đối với nghề môi giới bất động sản biết rồi, bà rất là rành về cái luật đất đai. Mà khi mà biết là căn nhà này của Vũ á, ông bà nội mất đi thì chỉ có một mình Vũ, trong khi Vũ mới 15 tuổi, thì bà ta nghĩ là có thể dễ dàng lừa được Vũ và bán được căn nhà này đi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tuy nhiên khi mà bà ta không ngờ Vũ khi phát hiện vụ việc đã làm lớn lên nhờ cộng đồng mạng vào cuộc truy tìm. Và ngay lúc bây giờ thì không chỉ bên Vũ có một mình em, mà còn có ba Ngọc nè, có luật sư nè, có anh em cộng đồng mạng nè. Tất cả mọi người đều có rất là có tâm và rất muốn lôi ra cái vụ việc này đến ánh sáng để tìm ra công lý các bạn. Cái căn nhà này bây giờ mình nói đâu phải giá trị rẻ đâu, 5 tỷ đồng. Đối với Vũ ngay lúc bây giờ, một đứa vừa bước vào đời nhưng mà chưa có đồng bạc lặn lưng nào trong người hết. Nếu như mà giành quyền được căn nhà này thì Vũ sau này có tương lai cũng khá là ổn định các bạn. Vũ có thể sống ở căn nhà này và lấy vợ. Mình biết cái nguồn tin là Vũ không phải là cháu rụt rà gì đối với ông nội. Tuy nhiên Vũ đã sống với em từ nhỏ, và mẹ Vũ đó là chị Diễm cũng đã chăm sóc và lo lắng ông nội giống như là cha ruột của mình trong những lúc ông bà bệnh yếu và khốn khổ nhất. Nên ông bà đã quyết không bán các căn nhà này đi, hoặc là không để cho dòng họ bên mình, mà đã để lại cho Vũ. Chứng tỏ là ông bà rất là thương yêu em Vũ này nha mọi người. Còn cái bà Văn này, mình nói bà là một người lớn rồi, bà đã sanh đời rồi, mà không hiểu sao là bà lại tham như vậy. Cái tài sản là không phải của mình, mà tại sao là bà lại đi giành giật một cách rất là vô duyên như vậy. Mình nghĩ nếu như bà ta bán rồi, cơ quan công an vào cục và ra tòa, thì bà ta tất nhiên là bán căn nhà này cho ai thì bà ta phải hoàn tiền lại cho người ta, và người ta sẽ trả tiền lại cho bà, trả nhà lại cho bà. Sau đó thì bà phải buộc trả lại căn nhà này lại cho Vũ. Còn nếu như bà ta cứ trốn tránh mãi như vậy thì không sớm thì muộn bà ta cũng không có hưởng sự khoan hồng của pháp luật đâu mọi người. Đó, nếu như bây giờ mà bà Văn mà bà có ăn năn hối cải thì bà nên sớm tìm gặp Vũ đi. Bà to nói với Vũ là cô cũng thấy rất hối hận về những hành động của cô vừa qua, nên cô hy vọng là con sẽ tha thứ cho cô và cô sẽ trả nhà lại cho em Vũ. Đó, thì bây giờ có cái hành động như vậy thì bà ta mới nhận được sự tha thứ của mọi người, và cộng đồng mạng cũng không có truy tìm và tấn công cái bà ta nữa các bạn. Bà không hiểu là bà ta có nhận ra được cái những lỗi lầm này hay không, và có biết quay đầu lờ bờ hay không. Nên bây giờ thì mình muốn khuyên cái bà Văn này một câu như vậy thôi. Trong cái xã hội này, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, và có quyền được sống, quyền được tự do và quyền được hạnh phúc. Tuy nhiên khi mà một người nào đó lọc lừa và đánh cắp tài sản hay là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì tất nhiên có một cơ quan sẽ vào cuộc và lấy lại công bằng cho mọi người, đó là pháp luật các bạn. Và khi mà ra ánh sáng của pháp luật thì tất cả mọi người đều công bằng như nhau. Người nào mà có tội thì phải chịu tội trước pháp luật, và người nào mà không có tội thì sẽ được hoàn trả lại những cái thiệt hại cho riêng mình.
đó là thiệt hại về tài vật chất tinh thần nha mọi người. Đó, bây giờ thì mình mong là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai gì đó, hiệp sĩ Tân Hải thì sẽ có những cái anten của mình, và anten đầu mối thông tin nhá, thì hiệp sĩ sẽ sớm phát hiện ra bà Văn này và giữ lại được bà ta trước khi người phụ nữ này trốn ra nước ngoài. Các bạn, nguồn tin mà người phụ nữ này có nguy cơ trốn ra nước ngoài thì cũng rất là chắc chắn nha mọi người. Tại vì sự việc bây giờ là bại lộ quá rồi, tất cả mọi sự thật đều đã được phơi bày ra rồi. Nên bà ta bây giờ phải tìm cách trốn tránh các bạn. Các bạn thấy không? Trong lúc mà trò chuyện với em Vũ á, thì bà ta rất là hống hách. Bà ta nói là cô cho tiền tụi bay luôn, chấp tụi bay đi làm luôn, chấp tụi bay đi kiện luôn. Mình nghĩ khi mà con người dính sai phạm và bị bóc trần sự thật ra như vậy thì bà ta sẽ có những cái cách chống chế về cái hành vi của mình, giống như là bà ta nói cho mọi người biết là bà ta thực sự là không có run sợ. Tuy nhiên bà ta rất là lo lắng nha mọi người. Chỉ có những người lo lắng thì mới nói ra được những cái câu đó thôi. Nếu như bà Văn mà có giấy tờ hợp pháp về căn nhà mà ông bà nội để lại cho Vũ thì bà ta thực sự là bà ta lồng lộn lên và bà ta không có để yên đâu các bạn. Bà ta sẽ tìm đến luật sư và kiện ngược lại em Vũ, chứ không có mà im lặng đến lúc bây giờ đâu. Bà ta cứ liên tục nói sẽ tìm gặp em Vũ trong những ngày sắp tới. Nhưng mà mọi người thấy không, trong suốt những ngày vừa qua bà ta luôn im hơi lặng tiếng và không có một cái tiếng nói gì để phản hồi em Vũ nữa các bạn. Nếu như mà bây giờ em Vũ cứ lặng yên thì giống như là mọi việc nó đã không có gì hết các bạn. Đó, mà thực sự em Vũ là rất là thông minh nha, đừng có nói là em Vũ khờ nha. Cái tờ di chúc mà khi mà ông ngoại nội để lại á, thì em dù lang thang khắp nơi nhưng mà em vẫn giữ rất là kỹ nha. Tại vì nếu như bây giờ mà không có tờ di chúc này để lại á, không có tờ di chúc này trên đời á, thì coi như là em Vũ mất trắng cái căn nhà này luôn. Đó,